Hay là mọi người Yến đây. Mấy ngày nay tự nhiên Sài Gòn mưa quá ha, xong rồi Đà Lạt là rất đẹp. Đà Lạt mà cứ mưa là rất đẹp, sáng sớm là cả thành phố chìm trong sương, đúng nghĩa thành phố sương mù luôn. Và trong lúc Đà Lạt đẹp như vậy thì Yến lại ở Sài Gòn, quá vô hậu. Xong rồi trên khắp mọi miền internet Yến đều thấy Đà Lạt, Yến buồn quá. Xong rồi đã vậy Sài Gòn lại mưa mà Facebook Yến lại mất tương tác, Yến quá buồn. Hàng hóa thì làm không kịp, chửi khắp nơi, quá buồn. Cho nên là Yến quyết định sẽ hát một bài cho cái tâm trạng nó tốt hơn, hy vọng là mọi người nghe xong mọi người cũng thấy tốt hơn, chứ mọi người không có bị đau buồn hơn. Mọi người biết không, là Yến đã mua cây guitar này vào lúc mấy năm trước á, tại vì hồi đó Yến mê một cái bạn đẹp trai trong trường, bạn rất thích con gái hát guitar, cầm guitar và hát. Thế là Yến quyết định là đi mua guitar và đi học hát. Sau khi Yến làm được xong rồi, Yến tập được một cái bài mình biết là bạn thích, xong Yến phát hiện là bạn đó có bạn trai rồi, vô hậu. Nhưng mà nhờ ơn bạn đó thì Yến cũng làm sằng bậy với cây guitar được. Mọi người biết là Yến phải đóng hết cửa phòng này lại, tại vì má Yến mà nghe Yến hát thì má Yến sẽ vô đập cây đàn theo kiểu của phụ huynh, là mày mà hát nữa tôi giết mày đó, tôi đập luôn cái đàn bây giờ. À không, mẹ Yến không giữ như vậy. Nói chung là kiểu mẹ Yến sẽ không chấp nhận Yến hát và đánh đàn được, tại vì mẹ Yến kêu hát gớm mà đánh đàn thì thấy ghê. Nên là bây giờ mình sẽ đem cái sự ghê gớm đó cho mọi người cùng thưởng thức. Mọi người nhớ like video này nha, tụi mình cũng sẽ cùng đến với một cái ca khúc mà Yến rất là thích. Thường khi mà lên Đà Lạt á thì Yến sẽ nghe nhạc của chị, rất thích nhạc của chị, bài hát mang tên Thương của Lê Cát Trọng Lý. Cùng bắt đầu. Vô một cái ngon lành nè, vô vô vô. Mưa vừa ghé qua dần, mưa vừa ôm em đây, gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai, kén với gió giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại, giận nụ hôn từ gió khát làm trời cao. Đồ re mi pha son hết, chỉ có tông đơ và thẳng thôi. Hy vọng là mọi người thích cái video này, Yến rất là thích, tại vì mỗi lần Yến hát thấy vui lắm, tại Yến hát dở mà thật là can đảm. Cảm ơn mọi người đã xem, bye bye.